vào đây món ít tiết tô nhé. Chào mọi người đang xem kênh ẩm thực của Hoàng Sơn nhá. Hôm nay Sơn lại chia sẻ tới mọi người một món ăn trong các món về ba ba, đấy là súp ba ba nhé. Súp ba ba hoa đông trùng. Nguyên liệu của mình sẽ có hạt sen này, hoa đông trùng này, nấm đông cô này, cà rốt. Cà rốt thì các bạn thái sợi nhỏ nhé, xong các bạn quay lại thái nhỏ. Đấy, thái nhỏ lại cho Sơn. Cái cà rốt này để vào mình điểm màu cho nó được đẹp cho bát súp. Đấy, cái nấm đông cô thì các bạn có thể mua ở ngoài hàng khô. Đấy, các bạn về ngâm nở xong rồi thái lát mỏng, xong thái nhỏ như này cho Sơn nhé. Thái bằng khoảng ngón tay cái. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Cái này để lên mình nhìn thấy miếng nấm gì nó đẹp ấy. Đấy, mình sẽ thái miếng vừa ăn. Cái hoa đông trùng thì các bạn ngâm nở nhé. Đây Sơn đã ngâm trước để tránh mất thời gian. Đấy, cái hạt sen này là hạt sen khô thì Sơn sẽ tiến hành đi ninh cái hạt sen nhé. Hạt sen thì mình sẽ ninh bở, lát nữa mình cho vào trong súp. Đây là cái phần thịt ba ba. Lúc nãy Sơn hôm trước có một số Sơn chia sẻ về cách làm ba ba ấy. Các cái phần thịt mà diềm diềm, cái thịt mà nó vụn vụn ấy thì mình sẽ cho mình làm súp nhé. Cái này mình sẽ thái hạt lựu to. Hạt lựu to mình thái như này, lát nữa vào trong súp thì thứ nhất là cái nước súp nó không bị thì nó không bị nát miếng thịt. Thứ hai nữa là nếu như mình bằm ấy thì vào cái nước nó sẽ bị đục nước súp. Đấy, mình sẽ thái như này để làm sao quá trình mà mình nấu bát súp lên nó vẫn nhìn thấy được cái ba ba. Đấy, mình thái miếng to nhé. Sau khi thái xong thì các bạn phi thơm hành cho Sơn nhé. Cái hành này mình sẽ băm nhỏ, chứ đừng có thái. Mình thái lát nữa quá trình mà mình phi vàng xong mà mình đổ nước vào nó sẽ nổi cái hành lên, cảm giác nó không được đẹp. Và cho ba ba vào xào săn. Quá trình xào săn này nếu mà lửa to thì diễn ra trong khoảng 1 phút. Đấy, mình sẽ tiến hành nêm vào đây 1/2 thìa nêm. Hãy Sơn nấu cho 6 bát nhá, 6 suất ăn, 1/2 thìa mì chính. Đấy, bột thịt gà 1/2 thìa, mì chính 1/2 thìa. Không thể thiếu đấy là để dung hòa cái vị và lấy lại cái độ ngọt ở trong thực phẩm thì Sơn cho một chút xíu đường. Tiếp theo đấy là cái cuối cùng là cái nước mắm. Cái nước mắm này trong tất cả các món ăn của Việt thì mình sẽ cho một chút xíu nước mắm. Sau khi xào để cho nó ngấm vị thì mình sẽ cho nốt phần nấm đông cô và cà rốt và mình xào tiếp theo. Cái nấm này vốn dĩ mình sẽ không xào ngay từ đầu là vì thứ nhất cái nấm này xào lâu nó sẽ ra cái nước đen, thứ hai là cái nấm nó ngấm rất nhanh. Và cuối cùng mình sẽ cho cái hoa đông trùng vào nhé. Đấy, cái hoa đông trùng Sơn ngâm nở này. Đấy, mục đích mình xào nhai để cho nó ngấm vị, lát mình ăn cái nhân súp nó không bị nhạt đấy. Cái nước súp này thì là cái nước súp các bạn sẽ thắc mắc. Đấy, cái nước súp này nhiều bạn thắc mắc là tại sao cái nước súp nó lại, nước dùng nó lại màu này nhá. Cái nước dùng này thì
Nó là nước dùng đặc biệt, dùng dành riêng cho các dòng súp cao cấp các bạn nhé. Nên là Xuân quá trình ninh rất là nhiều thứ trong này. Nếu ở nhà các bạn không có thì nước dùng thì các bạn cứ dùng nước xương bình thường cũng được. Đấy. Sau khi nước dùng sôi thì các bạn đổ cái nhân súp vào. Nhớ là phải đổ nước sôi, đừng đổ nước nước khi không sôi các bạn nhé, tránh trường hợp cái thịt ba ba nó sẽ bị tanh. Sau khi sôi thì các bạn hớt bọt. Đấy. Mình hớt bọt cho sạch cái nước súp. Tiếp theo thì nếu như mà không có bột bắp thì các bạn có thể xuống bột năng. Nhưng mà ở đây Sơn khuyên là xuống cái bột bắp ấy. Cái bột bắp mà xuống súp thì nó sánh tự nhiên hơn là cái bột năng. Cái bột năng mà xuống súp thì nó sẽ kiểu nhớt ấy. Đấy, còn một cái nguyên liệu đấy là cái hạt sen. Hạt sen thì Sơn ăn ninh bở nhá. Ninh bở thì bây giờ mình chỉ thả vào trong này thôi. Đấy. Mình thả sen vào, tiếp theo thì mình sẽ xuống bột. Bốn cái súp này khác so với các cái dòng súp có súng bột thì là cái dòng súp này mình sẽ húp ấy. Nên là các bạn xuống Sơn cái nước súp nó chỉ hơi sánh thôi, chứ đừng có sánh sệt sệt như kiểu súp gà hoặc là súp hải sản nhá. Đấy, thế là chúng ta cũng tiến hành xong, hoàn thành xong cái món súp ngày hôm nay. Cái này thì mình sẽ cho ra để ăn nóng, rất bổ dưỡng những có những người già hoặc trẻ nhỏ nhá. Đấy, các bạn cho vào đây một ít tía tô. Đấy, các bạn cho lên đây cho Sơn một út chút lá tía tô. Thêm chút tía tô. Đấy, ai ăn tiêu thì có thể cho thêm tiêu vào nhá. Chúc các bạn thành công nhá. Các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để Sơn sớm đạt tới 100.000 người đăng ký nha. Chào mọi người nha. Tìm biết.